Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, thời gian qua, huyện Quái Châu đã có nhiều giải pháp phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đến nay, huyện đã có 11 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận OCOP, các sản phẩm từng bước khẳng định được chất lượng hàng nông sản địa phương. Hợp tác xã nông sản toàn phát ở xã Bình Kiều, huyện Quái Châu hiện đang phát triển các sản phẩm nông nghiệp sấy khô, sấy dẻo như lòng nhãn, hạt sen, khoai lang, chuối mít. Năm 2019, Hợp tác xã đăng ký tham gia các sản phẩm OCOP trong quá trình thực hiện được huyện tăng điều kiện về hồ sơ thủ tục, đồng thời có cơ chế hỗ trợ để đầu tư phát triển hệ thống từ hỗ trợ của huyện và các cấp, hợp tác xã đã tập trung phát triển hoàn thiện, nâng cấp sản phẩm bằng việc đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cải tiến mẫu mã, bao bì, tem nhãn, chú trọng quảng bá sản phẩm và bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay đã xuất bán được khoảng gần 30 tấn sản phẩm, doanh thu đạt gần 3 tỷ đồng. Để duy trì các sản phẩm ô cốp của hợp tác xã thì chúng tôi cũng là chú trọng đến cái vấn đề về chất lượng rồi của sản phẩm cũng như mẫu mã bao bì để đưa ra thị trường. Với các sản phẩm 4 sao như tinh bột nghệ, tinh bột, nano cucumin, nhãn quả tươi, chanh tứ quý, thịt gà đông tảo, đây là những sản phẩm đạt o cấp 4 sao, cấp trung ương, cấp tỉnh đầu tiên trên địa bàn huyện Khoái Châu. Ông Lê Quang Thắng, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà đông tảo cho biết, từ khi các sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng hỗ trợ tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hợp tác xã có thêm cơ hội mở rộng thị trường trong và ngoài nước để tiêu thụ sản phẩm. Sau khi mà hợp tác xã được công nhận cái OCOP về cái sản phẩm thịt gà thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái tín hiệu tích cực. Sau gần 2 năm thực hiện chương trình OCOP, đến nay huyện đã có 11 sản phẩm đạt OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh.